Thưa quý vị thì tối nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là chim sâu. Chắc là bà con đêm hôm chắc là cũng đã biết rằng chị nuôi cũng là sau một khoảng thời gian gọi là im hơi lặng tiếng, đêm hôm là cũng là một cái cơn gió lành cũng là đưa chị nuôi về cái như là ở Việt Nam qua cái kênh của là Úc Lợn. Chị nuôi cũng có những cái ngôn từ cũng chia sẻ cũng là để phân bua phân minh lý do gì mà cái Long Tứ chim sâu quay về lại Đồng Tháp. Tất cả là chị nuôi là một người tử tế lắm quý vị, đừng có trách chị nuôi nghe, chung chị nuôi tử tế dở sợ lắm. Chị nuôi bỏ tiền túi của chị nuôi ra làm nhà cho chim sâu cho em nuôi nó ở, mà chị nuôi lại đi mượn đất của dự án để mà chị nuôi làm cái nhà, thì thấy cái đạo đức tư cách tình thương yêu của chị nuôi dành cho chim sâu cũng dữ dằn lắm đó quý bà con, đúng không? Mà cái có cái điều này tôi thấy hơi lạ. Vừa rồi Út Lợn lên chia sẻ là cái tiền mà di dời căn nhà đó ra ở vị trí mới đó, là tiền đó là tiền của cô Năm Gợn. Mà chị nuôi đêm hôm nó lên nó bảo là cái như là liên quan cái chuyện đó nó cũng phải tốn một khoản tiền, không biết nó tốn một khoản tiền gì, tiền phạt đúng không cưng? Tiền phạt đúng không? Tiền phạt gọi là cái như là lấn chiếm đất của dự án để làm nhà trái phép đúng không? Hả? Cho em tốn tiền chi nè, nói anh nghe coi nè. Đó, ngồi cái chuyện mà lấn chiếm kể như là đất dự án đó, rồi chậm kể như là di dời làm ảnh hưởng tiến độ của dự án đó, rồi bị phạt đúng không đó, bao nhiêu triệu cho em mất tiền chi. Nghe Út Lợn bảo tiền đấy của cô Năm gỡ mà để cho đâu phải tiền của em đâu, mà em bảo rằng cái như là em mất một khoản tiền em tào lao đấy. Tự nhiên giữa em với Út Lợn nói thấy hai cái khác nhau hoàn toàn. Còn cái tiền chỗ chim sâu đó, Út Lợn bảo sao để hỏi lại mấy mạnh thường quân đã hả, hỏi lại mạnh thường quân rồi có nên cho đưa toàn bộ hay là cái như là để gửi cho chim sâu hàng tháng hả, khi chim sâu cần hả. Bây giờ cái giai đoạn đang nắng đây mà không gửi rồi cái như là vài bữa chim sâu chẳng lẽ mẫu lần nó phải đi xuống chỗ Út Lợn rồi nó phải là chờ nó lấy được 500 triệu hay sao hả? Tiền của người ta mà. Thì bây giờ chim sâu không còn ở đó nữa, lo trả tiền lại cho hết cho chim sâu đi, đúng không? Mình đâu có tư cách gì mình giữ. Bản thân mình cũng đã lên trên không gian mạng mình nói một câu như thế nào đó, ngày xưa chim sâu còn ở đây đó thì mẹ mẹ con à, bây giờ chim sâu nó về đó thì thôi, nay là sợ mẹ nuôi con nuôi lắm rồi à, chỉ là con rể nuôi là ok đúng không, đúng không? Chứ còn nó thật sự con gái nuôi là không có ok. Cuộc đời này cái như là sướng nhất đời em rồi Út Lợn ạ. Chỉ có con rể nuôi là cảm thấy rằng cuộc đời của chị nó hạnh phúc như tiên. Con rể nuôi mà đi gọi cái như là người bà mẹ vợ nuôi là bằng chị, mình vẫn nhe răng ra vẫn là cười trừ. Tại sao mà nó thật sự một cái đạo đức, một cái văn hóa trong một cái gia đình mà lại như vậy quý bà con? Con nuôi hay cái gì đó đã chim sâu gọi bằng mẹ thì kể như là Út Lợn phải yêu cầu thằng Lâm gọi bằng mẹ, hay là trong thâm tâm của bọn này nó nghĩ từ mẹ nuôi đó chẳng qua là để ma mị một số khán giả, một số fan cuồng chứ còn trong thâm tâm của nó là không bao giờ mà nghe, không bao giờ mà để chim sâu vào cái vị trí là con nuôi, đúng không ạ? Qua mặt chặt đến bây giờ lên gọi còn đính chính, lên không có cái chi mà đính chính. Còn cái này nữa, liên quan đến những cái vật dụng mà Mạnh Thường Quân mua cho chim sâu. Út Lợn nó bảo đêm hôm nó nói một câu thế nào bà con nghe không? Nó bảo rằng những cái món đồ đó để hỏi lại Mạnh Thường Quân đi, rồi kể như nếu mà Mạnh Thường Quân đồng ý thì cũng chuyển đi thâu, mua cho nó mà, thì không chuyển đi thì sao? Ủa đã mua cho nó rồi bây giờ đấy là tài sản của nó, tại sao lại phải đi hỏi lại Mạnh Thường Quân nữa là sao? Đó, từ trước giờ nó thật sự đâu có văn hóa mà cho rồi đòi lại đâu em.
Thì em nghĩ rằng đây cũng là một văn hóa rồi, cái như là cho trên cái danh nghĩa thôi, còn thực sự đây là của chị, của mẹ nuôi. Hả? Giống như là bà con thấy đi, con chị nuôi nó lên nó nói một câu, đây là cái nhà của chim sâu. Cái nhà này là của chim sâu, ngày xưa không biết là Lâm Tứ đi theo xuống. Cho nên là có một trong những cái nó bất ngờ. Đây là một trong những cái mà ba dơ nhất của là cái ổ nhóm này. Sao em không lên giải thích luôn là vì sao phải chuyển căn nhà đi mà để mất mấy chục triệu? Hả? Đấy, điều đấy đáng lấy con mây dù nó phải lên tiếng. Ngày xưa tôi cảnh báo rồi, sao lên bảo rằng căn nhà này, nơi này dành cho chim sâu, không có vướng gì cái dự án cả, thì đến bây giờ nó vướng cái chi mà em di dời đi đó, mà em không đính chính lại vấn đề này hễ mai. Nhục quá đúng không em? Quá nhục đúng không? Sao mà đính chính được? Đấy, những cái chi nó thật sự tôi bóc ra là nó có cơ sở rõ ràng, chứ không phải mình đi nó ngang, không phải mình đi nó bừa nó cà. Những cái gì tôi nói trước là nó xảy ra sau, vì sau những cái vấn đề này nó đã thực tế là nó như vậy. Đâu còn gì nữa đâu mà lên không gian mạng bây giờ em chứng minh rồi em kiểm chứng rồi em làm giống em bị oan lắm hả? Úc Lợn nó bảo rằng đó, chim sâu với Lâm Tứ ở đây không thể làm ăn được, không thể buôn bán vé số được. Ủa chứ sao anh hỏi nè, đã biết là cái như là nơi một cái nơi khỉ ho cò gáy không thể làm ăn được, mà mắc gì mày dẫn nó xuống đó làm chi? Hả? Đã biết cái nơi đó là một vùng vùng quê hẻo lắm, đã vô đấy là như cái chỗ mà chó ăn đá, gà ăn muối quý vị. Một vùng quê hẻo lắm, đã biết là không làm ăn được mà dẫn đem con người ta xuống, đã cũng khẳng định mình là một người mẹ nuôi có trách nhiệm. Con chị nuôi và anh nuôi khẳng định mình là người chị nuôi có trách nhiệm. Bây giờ nói một câu không ngờ Lâm Tứ đi theo. Lũ bay nên hiểu rằng đó, với cái chi thì Lâm Tứ không thể có cho rơi cái vấn đề mà bu vô cái váy của chim sâu mà cắn cái răng như để chim sâu nó kéo xuống là ở Đồng Tháp là có khả năng xảy ra. Tại sao bảo không có khả năng? Mà Lâm Tứ có bảo bay nuôi đâu, đúng không? Bay không nuôi Lâm Tứ thì bản thân nó cũng phải nó đi gọi là tự bươn tự chải thôi chứ. Đây là một trong những cái tổ hợp mà lũ bay gọi là có những cái sắp đặt sẵn để mà chài mồi tiền mạnh thường quân sau khi xây dựng căn nhà chim sâu xong. Đây là một trong những cái sự tính toán trước đưa Lâm Tứ xuống để giữ chân chim sâu. Và cũng nhờ chim sâu bay mới dễ dàng móc túi được mạnh thường quân. Thì nó thật sự thời điểm đó đó, nếu mà lũ bay bảo rằng bay không có mời mà Lâm Tứ tự đi, ủa tại sao bay lại là cái như là vẫn nuôi Lâm Tứ? Nó vẫn có tay có chân, nó vẫn có sức khỏe, nó đâu phải là một người khuyết tật. Mà Út Lợn một ngày vẫn cho 200.000 đỡ ăn rầu chân. Bay trâu cho đá rồi bây giờ bay lên đây bảo rằng không có mời gọi Lâm Tứ mà Lâm Tứ tự xuống. Mà khách tới nhà bay không tiếp thì khách cũng lo đi dìa thâu chứ làm chi có chuyện mà khách mà cái như ở lì ở mãi đó được. Bay không nuôi Lâm Tứ thì hỏi rằng Lâm Tứ nó có ở đó được hay không? Nhưng đây là cái bản chất lũ bay bây giờ nó lòi ra hết rồi. Đây là một trong những cái sự thật là bay giữ chân Lâm Tứ để mà chim sâu ở lại. Và bay lên mới nói những câu dơ dơ đấy, Lâm Tứ đã bán mình cho chim sâu với giá là 6 triệu rồi. Bán cái gì? Đã bán mình cho chim sâu đó, thì Lâm Tứ nó phải là làm trâu, làm ngựa, làm bò, nó phục vụ cho chim sâu. Chứ không phải bắt chim sâu lên cộng đồng mạng ăn mày, bắt chim sâu đi bán số về nuôi Lâm Tứ đó. Mày thấy có ông bà chủ nào mà cái như là kỳ cái lưng ra để mà nuôi nô lệ không mày? Nô lệ nó phải làm nó nuôi ông bà chủ chứ. Lâm Tứ đã bán mình cho chim sâu với giá 6 triệu thì Lâm Tứ nó phải có trách nhiệm đi lao động để mà nuôi chim sâu.
chứ không phải để cho chim sâu kể như đi bán số nuôi lâm tứ, để chim sâu lên công động ăn, anh mày để nuôi lâm tứ đó. Mày thấy cái điều nó sai sai ở chỗ đó hay không? Đất đất của lũ bay mà bảo rằng cái như là dính cái góc nhà 4 mét cho nên phải chuyển ra. Ủa sao ngày xưa tao nói rồi bay lên bay cãi chề cãi cối dữ lắm mà, bay lên bay còn cái như đòi cái như là tụng kinh để mà hàng đêm để cho tao cái như là được cái như là yên bình, hàng đêm tụng kinh để cho anh đề thường tụng chú đại bi rồi đó, đề thường anh siêu thoát, khi ông nậu mày ta còn sống mà siêu thoát. Rồi đến bây giờ lộ ra sao tự nhiên lũ bay cái như là lên đó rồi giải thích chi? Mẹ Lâm Tứ chữ mày đúng mà, xíu bà mẹ Lâm Tứ tôi nói sao? Chứ không phải tôi nói là mẹ Lâm Tứ chữ con mấy con này đúng là cái như là bà lên lại lên nước nữa, bà này cũng mua đồ dữ. Không có cái chuyện nào mà nói thật sự bay mà đất đất của bay mà bay lại dùng tiền túi của bay, bay xây dựng trên cái một nền đất tạm mà hứa rằng ở lâu dài vững bền. Sao không lên đó mà giải thích đi? Tôi nhớ là bữa tăng gia đó quý vị, cả chị lẫn em, cả thằng Hiếu mặt sẹ, đứa nào cũng khen khen căn nhà đây là ổn định rồi, không có dính cái chi hết trơn hết rồi. Để rồi sao? Giờ cái dính hay không? Dỡ đi nguyên căn cái đâu có dính đâu. Dỡ đi toàn bộ đâu có dính đâu quý bà con, chẳng qua nó thay đổi phong thủy thôi chứ đâu có dính đâu. Chỗ đấy là chung là thật sự cũ quyền thất tổ đang nằm chỗ đấy, thì bây giờ nó đậm bắt đầu nó phải dỡ đi thôi chứ đâu có dính đường cao tốc, đâu có dính hành lang an toàn. Đó, ngày xưa là đời thường nói là nó lên nó cãi là không có dính, bây giờ nó dính, bây giờ nó chuyển đi là tôi cũng khẳng định là không có dính, mà chẳng qua là đang làm sai lầm, đang làm trên cái gọi là mù mã từ đường cho nên bây giờ nó phải chuyển đi. Đây là một trong những cái để nói vậy cho nó vừa lòng đẹp ý người nghe. Vừa lòng đẹp ý của May Dù với thằng Hiếu. Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Bây giờ cứ lên dâu dâu, bây giờ cứ lên dâu dâu đó, rồi bảo vệ lệ thải về mình. Nó lên nó còn than khóc nữa quý vị. Đêm hôm nó lên nó trời ơi, con tức quá mà, con tức quá mà nói không đúng sự thật mà. Ủa chứ sao đời thường những ngày vừa qua nói là bay lên bay không đính chính lại giùm tao cái đi. Sao nó bảo đời thường ngày xưa bay lên mà nó cậu đời thường có tiền đi làm từ thiện cũng bị chữ ở con phải làm như thế nào đây Phật, con phải làm như thế nào đây, con đi làm từ thiện mà cũng không được yên là sao Phật? Sao mày không đi hỏi anh giải thích cho mày nghe mà đi hỏi Phật đi, mày điện gì cho anh chứ? Vì sao anh đời thường lại nói em mãi đi, anh đời thường giải thích cho em nghe, hay là mày không dám đối diện với anh đời thường? Ngay cả Phật Thánh mà mày còn đi lừa. Mày đứng trước cái là tượng Phật mà trong tâm của mày là một tâm tà chứ không phải là tâm Phật. Đứng trước tượng Phật mà còn đi lừa cả ông Phật. Mày còn ma mị, mày bảo mày đi làm từ thiện bị người này nói người kia nói. Thế bây giờ sao mà nói thật sự hiểu rồi cái gì? Hiểu rồi vì sao đời thường nói rồi cái gì đúng không? Sao đất của mình mà đời thường lại biết là xây trên cái nền đất dự án mà mình lại không có nhìn nhận ra? Điều này thấy sai sai hay không? Tiền của năm gỡ vừa để di chuyển, mình lại lên nhận tiền của mình. Mới cái đây 2-3 hôm hỏi chim sâu rằng còn gạo ăn hay không. Chim sâu bảo rằng nó còn nửa thùng, nó lâm tứ còn nửa thùng. Bây lo tặng tặng răng như vậy thôi chứ thằng nào mà bỏ đi. Chơi đồ chơi là có chim sâu rồi, ăn uống là có mẹ nuôi nó lo, nhà cửa là có chị nuôi nó lo. Thì thâu chứ làm chi có cái chuyện mà Lâm Tứ đồ bỏ đi quý vị. Mà Lâm Tứ đi là có lý do hết trơn, không có chi không có đâu. Tôi nói quý bà con, tôi đã từng nói rồi, cái băng nhóm này nó đưa chim sâu về để mà chài mồi của Mạnh Thường Quân. Thì khi mà nó đưa về nó khai thác không được thì chắc anh nó sẽ có cái cách, nó sẽ đuổi đi mà cái như là không cần phải mở lời.
Có ai mà nói thật sự khách vô nhà mình không không thích vị khách đấy rồi mình nói thôi ông đi về đi hả? Tôi không chơi với ông hả? Mày không chơi ông Hà nó chơi chứ mày quyền chi mày đuổi. Nhưng mà ở đây là cả hai đứa bay là kết hợp là không chơi, cho nên là Lâm Tứ nó buồn nó đi thôi. Được không? Đuổi thì chắc anh bọn này nó không dám đuổi đâu quý vị, nó đuổi là Lâm Tứ xì ngay. Mà cái vé là cái như là đụng chén là khua mâm đấy. Đụng chén khua mâm. Út Lợn nó lên nó giải thích rằng ngày xưa chim sâu mới xuống cho nên là sợ người ta tới. Sợ chim sâu cãi nhau với hàng xóm cho nên là phải gắn camera để theo dõi. Cái cây mày cũng giải thích được. Mà gắn camera theo dõi thì mày gắn một cái ngay cái cửa ra vào là ok rồi. Mấy ông mấy cha chi mà phải gắn trên một cái cây xà gồ đấy mà rọi xuống ngay cả phòng ngủ của người ta. Rồi tối đó nó thật sự nó trời nóng nực rồi cái nó sexy nó ngủ rồi mày nhìn giống mày cái đuôi con mắt không út lợn đấy. Sao vậy đó? Hèn chi mà cái thời điểm đấy là út lợn là mắt nó lúc nào nó lên mạng nó không thấy được. Mắt của em bây giờ không có kính em không thấy được. À, tối mà cứ tập trung vô trong cái gọi là cái màn hình điện thoại theo dõi camera đấy thì sáng ngày mắt đâu mà thấy được nữa, nó chưa mù là may đấy chứ. Giờ lên giải thích chuyện xàm xí lên muốn ma mị cộng đồng đó. Giờ bây giờ mày đi quay kể như là ủa sao không quay chim sâu ở đây đó. Bây giờ lại đi tìm hoàn cảnh khác quay đâu, nghe mày nói hôm qua là mày đang bận rộn lắm mà. Có thể là quay clip 2 3 ngày nữa đi quay, hôm nay nó kết hợp với mấy thằng YouTube mà quay năm sầu riêng quay cái con mà cái con gì con u con ba để quý vị bắt đầu là nó tuôn vô nó quay mà con thấy nó 3 giờ chưa mà loạn choạng mày kết hợp bên đấy là có ngày mày cũng gặp năm sầu riêng chắc cũng cặn cờ rồi đó chú mừng dữ ha. Lúc mà năm sầu riêng gì ở đấy tôi nói quý bà con mà ông dẫn Út Lợn về nhà ông tôi nói là một trong những thứ kia mà dậy sống cả cộng đồng đó. Mày quay làm chi mà già đầu còn mất nết, già đầu còn đi quay những cái trường hợp tào lao già đầu rồi quay thức phim có ý nghĩa còn nếu như đủ trình đó thì lên ta làm một kênh phản biện ta nói chơi chơi ta nói vui chơi vui già cái đầu rồi xương sống đã gãy cấp một lần rồi bây giờ lại đi quay những trường hợp xàm xí mà người ta lên nói là trời ơi sao lại ganh ăn tức ở nữa cho mà coi đồ đạc người ta cho chim sâu thì bây giờ chim sâu nó đi đâu là nó được quyền nó kể như là quyết định những cái vật dụng đó. Mày không có tư cách mà mày xen vào mà để mày bảo rằng để hỏi mạnh thường quân mày không cần hỏi. Cộng đồng mạng họ nhìn là họ biết vào không cần hỏi rồi mày hỏi rồi một số mạnh thường quân mà nhiều lúc bây giờ họ phát hiện ra mày là một cái con gọi là YouTube dơ mà lường gạt cái tình thương của người ta để mà trục lợi rồi họ cái như là họ tức quá rồi họ cái như đột quỵ họ cái như là lên đùng ra đấy rồi họ đi theo ông theo bà đấy bây giờ mày làm chi mà mày hỏi được người ta gặp mấy cái trường hợp đấy rồi mày không trả hả hay sao mà nó bây giờ mạnh thường quân chết rồi có hỏi được đâu mà trả thâu cái nào mà không hỏi được mạnh thường quân thì giữ lại tôi nói bây giờ giống Quốc Minh mà biết rõ cái vấn đề đây Quốc Minh những ngày vừa qua cũng xì một mép chứ đâu đơn giản đâu nhớ không tức cho quý vị để cho một cái con gọi là cái như là một cái con mà thiếu năng mà nó đi lừa lừa tường lừa hạt me có thiếu năng là con mẹ nuôi đấy. Thì Quốc Minh mà tôi nói ấm mà không xì một mép mới lạ xì một mép chuyện bình thường à, đến thời điểm bây giờ bây vẫn còn vô ma mị bỏ đi à, mày mà không trả tiền lại chim sâu mày mà cái như là không để cho chim sâu mà dọn đồ đi những cái vật dụng mà thuộc về chim sâu nó có dọn đi đâu là nó dọn gì là nó dục cũng được nhưng mà đồ đấy người ta đã cho nó rồi thì cái việc quyết định là việc của nó nghe chưa. Mày đừng có nghĩ rằng bây giờ mày lên đấy rồi cái như là để cái như thế này thế khác có nhiều bà con khuyên thâu chim sâu Lâm Tứ gì gì đó rồi thâu thả nó luôn đi Úc Úc Hà ơi
đừng có bắt lại mà cái như là ông đời thường ông chứ nữa, để cho ông nghỉ ngơi đi. Có nghĩa một số khán giả cũng thương tôi, sợ tôi chứ rồi chứ biết rồi nó khang cổ. Mà tôi nói tôi sẽ chim sâu đi, tôi cũng chứ con tào lao đi quay hôm nay, đi quay những cái trường hợp xàm xí ở đó, đi quay trường hợp là mẹ vợ u bông ba mà đỡ thằng rỡ đúng đúng là tôi thấy dạng dạng xàm xí rồi. Đúng là nó thật sự quý vị đi như ma phải mặc áo giấy thôi. Tiền của người ta cho chim sâu bây giờ mày cái tư cách gì mà giữ lại? Rồi mỗi lần chim sâu cần tiền nó chạy xuống cho mày nó lấy hả? Hay là mày đi đi lên? Mày bao giờ chưa? Mày nên nhớ hôm nay đó, chứ mày tới đây thâu. Bây giờ quay.